kính chào quý vị và các bạn. Cách xử trí khi trẻ bị sặc sữa, tăng cường sức khỏe trong mùa dịch. Trường Mầm non Đồng Thanh hỗ trợ trẻ học và rèn luyện sức khỏe ở nhà mùa dịch Covid và Điện lực Vân Lâm chủ động phòng chống dịch Covid-19 là những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sặc sữa là một trong những tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là với trẻ dưới 2 tuổi. Đây là hiện tượng sữa trào vào đường thở khiến cho trẻ khó thở, tím tái và nguy hiểm hơn là có thể ngừng thở. Nếu không được sơ cứu kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng cho trẻ. Trong sổ tay y học kỳ này, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Huy Trang, khoa cấp cứu hồi sức Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ hướng dẫn cách xử trí khi bé bị sặc sữa. Sặc sữa là một tai nạn nguy hiểm nhưng rất phổ biến đối với trẻ nhỏ. Hậu quả của sặc sữa rất nặng nề nếu như không được phát hiện và xử trí kịp thời. Sau đây tôi xin được hướng dẫn cái cách phát hiện và xử trí sặc sữa. Vậy sặc sữa là gì? Sặc sữa là tình trạng trẻ hít sữa vào đường thở, sữa có thể tràn vào khí quản, phế quản, thậm chí chui vào tận phế lang, gây cản trở đường hô hấp hoặc là nó làm gián đoạn cái quá trình trao đổi khí giữa phế lang và mao mạch, làm cho trẻ thiếu oxy do tắc nghẽn đường hô hấp. Các cái nhóm nguyên nhân dẫn đến tình trạng sặc sữa, thứ nhất, do bà mẹ cho trẻ bú không đúng cách hoặc cho trẻ bú khi trẻ đang khóc, đang ho, đang cười hoặc là đang hóng chuyện. Thứ hai là do sữa mẹ quá nhiều hoặc núm vú cao su quá rộng làm cho sữa trào ra nhiều, trẻ không kịp nuốt. Thứ ba là một số trẻ thì có thói quen là vừa bú vừa ngủ, trẻ nuốt sữa không kịp dẫn đến sữa tràn vào mũi, khí quản gây sặc. Hoặc là một số bà mẹ thì có thói quen là cho con nằm ngay sau khi bú no. Vậy thì cái cách phát hiện ra một em bé bị sặc sữa là gì? Khi phát hiện ra một số cái tình trạng điển hình sau đây thì chúng ta nghĩ ngay đến em bé bị sặc sữa. Thứ nhất, đó là trẻ đang bú hoặc đang nằm sau khi ăn no thì xuất hiện ho tím tái, sặc sụa và nịn đi. Có thể nhìn thấy sữa trẻ trào ra mũi hoặc miệng, trẻ hốt hoảng, da tím tái, có thể là mềm nhũn hoặc là gồng cứng người. Để xử trí trẻ bị sặc sữa thì chúng ta cần làm gì? Thì cái người đầu tiên phát hiện ra em bé bị sặc sữa là người thực hiện cái động tác sơ cứu, và vừa sơ cứu thì vừa gọi người hỗ trợ. Động tác sơ cứu sặc sữa đó là động tác vỗ lưng ấn ngực. Động tác đó là chúng ta dùng bàn tay trái giữ cung gò má sao cho đầu, cổ, lưng của em bé nằm trên một đường thẳng, đầu thấp, dùng cái gót bàn tay phải vỗ lưng cho trẻ, vị trí vỗ ở giữa hai xương bả vai, vỗ theo hướng xuống dưới và ra trước, vỗ 5 lần liên tiếp, động tác nhanh, mạnh, dứt khoát. Sau đó đỡ trẻ nằm ngửa lên cánh tay phải, dùng ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái tiến hành ấn ngực, vị trí ấn ở 1/3 dưới xương ức, ấn tốc độ là 1 nhịp 1 giây, tiến hành ấn 5 nhịp liên tiếp, 1, 2, 3, 4, 5. Cái động tác ấn ngực này nó có tác dụng, nó làm tăng cái áp lực trong lồng ngực, giúp đẩy cái dị vật ra khỏi đường thở. Sau khi mà chúng ta tiến hành vỗ lưng ấn ngực mà trẻ vẫn chưa khóc hoặc ho thì chúng ta có thể lặp lại lần thứ hai. Sau khi tiến hành vỗ lưng ấn ngực mà thấy trẻ khóc hoặc trẻ ho thì chúng ta dừng động tác vỗ lưng ấn ngực. Lúc đó thì nhịp thở của em bé đã được tái lập, thì chúng ta tiến hành lau sạch, lấy dị vật, ủ ấm và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Để phòng ngừa cái tình trạng sặc sữa thì không cho trẻ bú khi trẻ đang khóc, đang ho, đang cười đùa. Và sau khi cho trẻ bú xong thì chúng ta nên bế trẻ ở tư thế đầu cao 30 độ trong vòng nửa tiếng. Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam. Việc bảo vệ sức khỏe bằng cách tăng cường sức đề kháng là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh, bên cạnh các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc nước sát khuẩn. Ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Phố Nối sẽ chia sẻ một vài lưu ý để tăng cường sức khỏe trong mùa dịch. Thưa bác sĩ, trong mùa dịch nắng nóng như thế này, chúng tôi cần làm những cái gì để đảm bảo cho sức khỏe? Tôi xin chia sẻ một số vấn đề để giúp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch, đặc biệt là trong cái thời tiết nắng nóng như hiện nay.
Việc đầu tiên là chúng ta luôn tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời là sắp tới chúng ta sẽ có vaccine thì sẽ cố gắng để tiêm phòng sớm theo hướng dẫn. Với những người có bệnh lý nền, ví dụ như là tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có một số lưu ý các bác cần phải chú ý hơn nữa. Ví dụ như chúng ta phải tuân thủ đơn thuốc ngoại trú, đi khám theo hẹn, không tự ý bỏ thuốc. Trong mùa nắng nóng thì không những người có bệnh lý nền mà có thể là tất cả người dân chúng ta đều có thể gặp phải các bệnh lý trong mùa nắng nóng. Đặc biệt là những người mà có bệnh lý nền sẵn thì họ lại rất dễ xảy ra các biến chứng, ví dụ như đột quỵ não hay nhồi máu cơ tim hoặc suy hô hấp. Thì lời khuyên của chúng tôi là các bạn hãy cân bằng dinh dưỡng thật tốt, hãy tự bảo vệ chính mình, hạn chế không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết. Chỉ đi ra ngoài khi chúng ta có mục đích rõ ràng và cũng phải đảm bảo được 5K của Bộ Y tế. Đồng thời là cân bằng dinh dưỡng, tăng cường lượng nước trong cơ thể. Và chú ý hơn, khi tại nhà, các bác hãy luôn lắng nghe cơ thể của chính mình để có thể phát hiện ra các bất thường về sức khỏe. Khi mà phát hiện ra các bất thường của sức khỏe thì các bác hãy liên hệ với bác sĩ của mình để được tư vấn kịp thời. Sự phối hợp giữa các bác bệnh nhân có bệnh lý nền với bác sĩ của chính mình sẽ giúp ích được rất nhiều trong công cuộc đẩy lùi dịch Covid-19. Thưa bác sĩ, đối với bệnh nền như chúng tôi thì trong qua cái mùa dịch này thì cần ăn uống chế độ dinh dưỡng như thế nào? Chúng ta sẽ cố gắng cân bằng dinh dưỡng, cũng là một việc rất là quan trọng. Trong bữa ăn hàng ngày thì chúng ta sẽ cố gắng đủ các cái nhóm dinh dưỡng như tinh bột, chất béo, các protein, khoáng chất và vitamin. Chúng ta nên tăng cường ăn các hoa quả chín có nhiều vitamin C, ví dụ như là cam, bưởi, ổi, đu đủ. Chú ý là tăng cường rau xanh mỗi ngày. Việc quan trọng hơn là chúng ta cần phải đủ nước mỗi ngày. Nước nọc sẽ giúp cho cơ thể khỏe hơn. Chúng ta nên uống đủ từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày. Bên cạnh đó thì khẩu phần ăn cũng có thể thêm vào, ví dụ như là sữa chua, đặc biệt là sữa chua ít đường. Bên cạnh việc cân bằng dinh dưỡng thì các bác cố gắng là giữ môi trường xung quanh của chúng ta luôn sạch, đặc biệt là ở chính ngôi nhà của chính mình. Chúng ta nên dọn dẹp nhà cửa, lau các cái tay nắm cửa ra vào, giữ cho môi trường thông thoáng và đặc biệt là đủ ánh sáng thì càng tốt. Chúng ta cũng cần cố gắng để tăng cường vận động tại nhà. Mỗi ngày thì chúng ta nên vận động khoảng 30 phút trở lên, tùy theo sức của mỗi người ạ. Để giúp trẻ khi nghỉ ở nhà phòng chống dịch Covid-19 vẫn có thể vui chơi, tiếp xúc với kiến thức ở trường và rèn luyện sức khỏe, các cô giáo trường mầm non xã Đồng Thanh, huyện Kim Động đã tổ chức hỗ trợ cho phụ huynh, trẻ nhỏ học, chơi và rèn luyện tập tại nhà rất sáng tạo và bổ ích. Ngay từ đầu tháng 5 2021, khi học sinh phải nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch Covid-19, trường mầm non xã Đồng Thanh đã tổ chức hỗ trợ phụ huynh và trẻ nhỏ chơi, học tại nhà thông qua cách thức tự quay video và đăng tải trên web của nhà trường. Mỗi bài học, mỗi trò chơi đều được các cô chuẩn bị khá chu đáo. Có đàn gà. Như quý vị cũng đã biết, tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra rất là căng thẳng và phức tạp. Vì vậy mà học sinh các cấp học đều phải nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch Covid-19. Vậy, để các con nghỉ học ở nhà vừa phòng chống dịch, vừa được học, vừa được chơi thì các cô giáo thông qua trang web của nhà trường, thông qua Facebook, Zalo để giao tiếp với trẻ và để trao đổi thông tin giữa phụ huynh và học sinh và tư vấn về việc chăm sóc cũng như nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong thời gian trẻ nghỉ dịch ở nhà. Và để có được các bài giảng hỗ trợ các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ thì bản thân tôi đã dựa vào kế hoạch của nhà trường cũng như dựa vào tình hình thực tế trẻ của lớp mình để xây dựng nên kế hoạch của lớp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, giáo án, đồ dùng, đồ chơi phù hợp với các bài giảng để xây dựng nên các video hỗ trợ phụ huynh chơi, học cùng trẻ tại nhà. Đều đặn trong ngày, mỗi buổi sáng các cô giáo thực hiện các bài học như làm thí nghiệm vui, buổi chiều kể chuyện, đặc biệt là lồng ghép nhiều bài tập thể dục vận động tay chân, trò chơi hay hướng dẫn các con rửa tay đúng cách, giúp các con tăng cường sức khỏe phòng chống dịch Covid-19. Với sự hỗ trợ của giáo viên tại trường, mẹ con chị Trần Thị Diệu Linh có thể cùng chơi, cùng học và cùng luyện tập ngay tại nhà.
Các con nghỉ học để phòng chống dịch ở nhà thì hàng ngày tôi thấy là các con xem rất nhiều chương trình trên mạng, trên tivi. Từ khi được mẹ tải các video của các cô về các hoạt động học này, trò chơi, rèn luyện một số kỹ năng làm công việc ở nhà giúp mẹ thì các con rất là hào hứng. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, không chỉ giúp trẻ có thêm kiến thức mà còn giúp các con được giao lưu với cô giáo, rèn luyện sức khỏe, vui chơi lành mạnh trong dịp nghỉ tránh dịch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với địa lý có nhiều xã giáp danh với tỉnh Bắc Ninh, nơi được coi là tâm dịch của cả nước, Điện lực Văn Lâm đã triển khai nhiều biện pháp phòng tránh dịch bệnh mà vẫn đảm bảo cấp điện cho nhân dân. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam lần thứ tư, Hưng Yên đã có 37 ca dương tính. Toàn bộ thị xã Mỹ Hào và 5 xã của huyện Khoái Châu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. 5 xã thuộc huyện Văn Lâm thực hiện các biện pháp phòng dịch theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Để kịp thời ngăn chặn và phòng chống dịch, đảm bảo tất cả các cán bộ, công nhân viên được an toàn, duy trì vận hành, ứng trực và cung ứng điện liên tục an toàn trên địa bàn, Điện lực Văn Lâm đã và đang thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch ngay tại nơi làm việc. Thì chúng tôi cũng có thực hiện các cái giải pháp, thực hiện cách ly, tổ chức vận hành để đảm bảo cái vận hành an toàn cho lưới điện, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm túc các cái nội dung và cái thông điệp 5K của Bộ Y tế, duy trì cái việc là hàng ngày đối với cả cán bộ, công nhân viên thì đầu giờ sáng là việc là thực hiện cái kiểm tra bắn nhiệt độ. Tôi tăng cường cái việc là thực hiện tuyên truyền đối với cả khách hàng sử dụng điện tiếp cận và thực hiện các cái dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi hiện nay là có 18 cán bộ viên là có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài, ví dụ như là Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội. Khi mà dịch bệnh xảy ra thì chúng tôi động viên các bộ viên thực hiện là đăng ký ở lại cơ quan để hạn chế cái việc đi lại, đảm bảo sức khỏe cho chính mình và đồng thời là đảm bảo cái nhiệm vụ sản xuất chung của cả đơn vị. Đồng thời, khi các khách hàng đến giao dịch tại đây đều được khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Tại các quầy giao dịch đều được lắp đặt kính chắn, trang bị thêm nước sát khuẩn và có máy khử khuẩn tiền. Và quan trọng nhất là với các bộ phận phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng thì mỗi cá nhân đều ý thức được việc phòng dịch cho bản thân và cho cả cộng đồng. Cá nhân bản thân tôi luôn thực hiện đúng các quy định của nhà nước cũng như các cấp lãnh đạo hướng dẫn về cái quy trình thực hiện phòng chống dịch, ví dụ như là thực hiện theo đúng quy định 5K, luôn đeo khẩu trang và sát khuẩn khi giao tiếp với khách hàng cùng với các đồng nghiệp ạ. Tôi và cán bộ công nhân viên ở đây 100% các cán bộ đã thực hiện cài đặt Blue Zone trên điện thoại và thực hiện khai báo y tế. Kèm với đó là khi khách hàng ấy gọi điện lên mà nhờ các nhân viên giao dịch tư vấn ấy, thì chúng tôi luôn luôn là hướng khách hàng thực hiện các cái giao dịch qua thanh toán qua tài khoản hoặc nộp các cái yêu cầu dịch vụ hoặc cấp điện qua cái trang trực tuyến để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Thì tôi cảm thấy là công tác như vậy phòng dịch ở Điện lực Văn Lâm rất là tốt. Chúng tôi đến đây thì được các cán bộ công chức và nhân viên phục vụ hướng dẫn về các cái quy định về phòng dịch, ví dụ như 5K, ví dụ sát khuẩn, ví dụ là đo nhiệt độ trước khi vào làm việc khách hàng và khoảng cách khách hàng đến giãn cách theo đúng theo quy định của nhà nước quy định thì cảm thấy là rất là yên tâm. Đại dịch COVID-19 vẫn đang nhiều diễn biến phức tạp. Dù vậy, Điện lực Văn Lâm đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người lao động và thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho người dân. Chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau.